Còn tại Cộng hòa Séc thì vào ngày 6 tháng 9, hơn 500 Phật tử từ khắp các thành phố đã tới tham gia Đại lễ Vu Lan Mùa Báo Hiếu 2015 và Phật lịch là 2559 tại thủ đô Praha. Buổi lễ diễn ra với nhiều nghi thức Phật giáo trang trọng, thể hiện lòng tôn kính đối với Đấng Sinh Thành. Đại Đức Thích Trí Đắc, trưởng đoàn giáo thọ sư các nước Đông Âu đã nêu bật ý nghĩa của Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt Nam, thể hiện đúng giáo lý của nhà Phật. Đại Đức đề nghị các Phật tử khắc ghi công lao sinh thành dưỡng dục to lớn của ông bà, cha mẹ để giáo dục các thế hệ con cháu mai sau không quên cội nguồn, tổ tiên, cố gắng phục vụ tổ quốc, cộng đồng. Theo Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ngoài thủ đô Praha, Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay cũng đang được tổ chức tại nhiều thành phố có đông cộng đồng người Việt sinh sống ở Cộng hòa Séc.